Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin một vụ truy nã kỳ lạ của Công an Tiền Giang về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Ngày 30 tháng 11, AFA Tiếng Việt có bài nhiều ẩn khúc trong vụ truy nã Lê Quốc Anh vì tuyên truyền thông tin nhằm chống nhà nước. AFA cho biết ông Lê Quốc Anh có lệnh truy nã đặc biệt từ tháng 8, tuy nhiên báo chí Việt Nam đến cuối tháng 11 mới rầm rộ đưa tin về vụ truy nã thanh niên này. Báo chí nhà nước trong ngày 28 tháng 11 đồng loạt đăng tin truy nã đặc biệt đối với Lê Quốc Anh, 32 tuổi, ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, với cáo buộc làm tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, không cho biết thanh niên này đã có những hành động gì. AFA dẫn tiết lộ của luật sư Nguyễn Văn Miến, hiện đang tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ, rằng ông nhận được lời cầu cứu từ bố của Lê Quốc Anh với nội dung cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ con ông ở nơi làm việc vào ngày 8 tháng 3 và giam giữ nhiều ngày sau đó mà không thông báo cho gia đình. Ngày 23 tháng 3, luật sư Miến từ Sài Gòn đến cơ quan an ninh điều tra của công an tỉnh Tiền Giang để hỏi thì họ phủ nhận và nói không có bắt ai tên là Lê Quốc Anh. Hình ảnh bài trên AFA. Trong khi đó, AFA cho hay gia đình của Lê Quốc Anh bị công an gọi điện chất vấn, tại sao lại mời luật sư mà không thông báo cho chúng tôi. Luật sư Miến nộp thủ tục đăng ký bào chữa nhưng công an tỉnh Tiền Giang từ chối, khiến ông phải gửi thư đăng ký bào chữa qua đường bưu điện và trở về Sài Gòn. AFA cũng cho biết công an tỉnh Tiền Giang đã cho Lê Quốc Anh về nhà trong chiều hôm đó sau khi buộc người cha phải viết giấy bảo lãnh. AFA dẫn lời luật sư Miến cho rằng việc truy nã đặc biệt đối với Lê Quốc Anh có một vấn đề gì đó khuất tất ở đằng sau đối với cơ quan an ninh điều tra tỉnh Tiền Giang. Hành vi bắt cóc Lê Quốc Anh vào ngày 8 tháng 3 và nhốt anh ta ở một nơi nào đó trong vòng 15 ngày, không có một mảnh giấy lộn nào. Khi có luật sư thì họ vội vàng thả ra. Tháng 8 họ ra một quyết định truy nã đặc biệt, thế nhưng đến 3 tháng sau họ mới bắt đầu dội bơm, đăng thông tin, rầm rộ. Ông Miến lấy làm lạ vì lệnh truy nã đặc biệt thì phải làm ngay và luôn. Ông nghi ngờ. Phải chăng cơ quan an ninh điều tra tỉnh Tiền Giang đang chạy tội vì hiện giờ chúng tôi không biết, không có thông tin nào về Lê Quốc Anh cả. Hình ảnh ông Lê Quốc Anh. AFA dẫn lời một người biết sự việc cho hay Lê Quốc Anh sau khi trở về nhà vào ngày 23 tháng 3 có thái độ buồn bã, cho dù không có dấu hiệu bị đánh đập trong thời gian giam giữ, chỉ bị thu giữ điện thoại, máy vi tính, iPad, hộ chiếu và cả giấy tờ xe máy. Sáng ngày 7 tháng 4, Lê Quốc Anh lên cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Tiền Giang để làm việc theo yêu cầu và trở về nhà trong chiều cùng ngày. Vài ngày sau, ông rời khỏi nhà mà không mang theo đồ đạc, xe máy, không liên lạc với gia đình kể từ đó. Vẫn theo người này, công an Tiền Giang đến nhà vào ngày 22 tháng 8 để đọc lệnh khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Quốc Anh và khám xét nhà. Công an buộc bố của Lê Quốc Anh đến đồn công an làm việc từ sáng đến chiều, thu giữ hai điện thoại của ông và chỉ trả lại một chiếc điện thoại thường, còn giữ lại điện thoại thông minh, cho đến nay vẫn chưa trả lại. 4 ngày sau, công an triệu tập bố của Lê Quốc Anh và công bố quyết định truy nã, bắt người cha viết cam kết không bao che và che giấu thông tin của con trai. Hiện nay, gia đình của thanh niên này cảm thấy lo lắng, không biết tính mạng của ông như thế nào. Sự việc xảy ra với Lê Quốc Anh cũng gây cho giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam bất ngờ, vì tên của ông hoàn toàn xa lạ với nhiều người thuộc giới này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin một vụ truy nã kỳ lạ của Công an Tiền Giang về tội tuyên truyền chống nhà nước. Hàng loạt trường hợp đột tử trong vụ Vạn Thịnh Phát. Ngày 29 tháng 11, blog Trần Văn trên VOA Tiếng Việt có bài đọc kết luận điều tra vụ Vạn Thịnh Phát chết và hóa giải trách nhiệm. Tác giả cho hay, nếu có và chịu khó dành thời gian đọc hết 300 trang kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát mà ông Nguyễn Ngọc Lâm, Thiếu tướng Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an ký ngày 12 tháng 11, hắn sẽ nhận ra nơi soạn và phát hành văn bản này chưa xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, như quy định tại Điều 15 Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Vấn đề đầu tiên, theo tác giả, là hàng loạt những trường hợp đột tử có liên quan đến việc khởi tố vụ án, song kết luận điều tra chỉ xác định gọn lõn, đã chết. Tác giả đề cập đến việc bà Nguyễn Phương Hồng đột tử trong trại giam chỉ 2 ngày sau khi bị bắt,
Bà Hồng được công an xác định là trợ lý của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhưng một số cơ quan truyền thông bên ngoài Việt Nam tìm thấy những dữ liệu cho thấy thông tin về nghề nghiệp và nơi làm việc của bà Hồng không chính xác. Hình ảnh bài trên blog Trân Văn VOA. Tác giả dẫn tố cáo hôm 11 tháng 10 của trang Infonet, cơ quan ngôn luận của Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam, cho rằng bà Hồng có hơn 11 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại SCB như trưởng phòng tín dụng, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng hỗ trợ kinh doanh, phó giám đốc chi nhánh, giám đốc chi nhánh, phó tổng giám đốc phụ trách khối tái thẩm định, kiêm giám đốc chi nhánh, thành viên hội đồng quản trị kiêm phó giám đốc phụ trách khối tái thẩm định ngân hàng SCB. Tác giả nhận xét tố cáo này vô tình xác định công an cố tình vi phạm khoản 2 điều 179 Bộ luật tố tụng hình sự. Đây có thể là lý do khiến Infonet tự ý đục bỏ tố giác của chính mình. Ở trang 15 của kết luận điều tra, công an chính thức xác định bà Nguyễn Phương Hồng là một trong những lãnh đạo chủ chốt của SCB và chết vào ngày 9 tháng 10 năm 2023 khi đã khởi tố bị can, điều tra các vi phạm pháp luật nhưng chủ động vi phạm pháp luật, khiến công chúng hiểu sai về thực trạng của SCB và thản nhiên bỏ qua vi phạm này của chính mình, thì có đáng tin về mức độ khách quan vô tư chăng? Tác giả lưu ý, việc bịa đặt chức vụ và nơi làm việc của bà Hồng nhằm giữ cho SCB không sụp đổ. Sự gian trá của công an và các viên chức cao cấp của ngân hàng nhà nước đã tạo ra một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác. Hình ảnh bà Nguyễn Phương Hồng, người đã chết trong trại tạm giam chỉ 2 ngày sau khi bị bắt. Tác giả dẫn lời ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2022 cho biết, nhiều khách hàng người dân sau khi nhận được thông tin tư vấn giải thích từ đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước đã yên tâm và gửi tiền lại ngân hàng SCB. Theo tác giả, nếu đặt những thông tin này bên cạnh nhận định của công an tại trang 5 kết luận điều tra, ngân hàng SCB đã hoàn toàn mất thanh khoản, dư nợ tín dụng rất lớn, không có khả năng thu hồi, vốn chủ sở hữu âm 443.769 tỷ đồng. Tự nhiên sẽ thấy việc ngụy tạo chức vụ và nơi làm việc của bà Hồng nghiêm trọng, tàn tệ đến mức nào. Chưa kể nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa còn cho phép công an càn rỡ đến mức khuyến cáo tất cả các tổ chức cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự. Và từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022 đã xử lý hàng chục người bình luận về SCB để răn đe dân chúng. Tác giả kết luận ở Việt Nam, con người chẳng là gì cả. Bị can chết trong khi tạm giam được xem là chuyện bình thường. Cũng vì vậy, không có bất kỳ cá nhân nào phải chịu trách nhiệm về việc bà Nguyễn Phương Hồng đột tử. Cũng không có bất kỳ cá nhân hữu trách nào yêu cầu báo cáo xác định những ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của bà Hồng. Dân chúng cũng không được phép biết vì sao lại thế. Và vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, các đơn vị tổ chức có liên quan, không chỉ có một trường hợp bất đắc kỳ tử. Nếu chịu khó nhìn lại những trường hợp đột tử, có thể tự nhận định kết luận điều tra chỉ nhằm kết thúc một vụ án hay nhằm xác định sự thật của vụ án. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin hàng loạt trường hợp đột tử trong vụ Vạn Thịnh Phát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d